Vietnamese worker, the Vietnamese engineer, and the Taiwanese worker, Taiwanese engineer, Hong Kongese engineer, many people, many foreign country people. So sometimes cannot speak English. But so I try to spend the time with them. So now they understand. I hope, I believe, I understand them. And they also understand me. And I don't say anything, now they understand what I want, what we want, what do we have to do. They understand. They understand the safety first. Of course, cruelty has priority and everything speedy. Yes. Trách nhiệm của tất cả kỹ sư Việt Nam và công nhân Việt Nam mình thì nỗ lực 100%, nỗ lực hết mình để làm việc trên 24/24 để hoàn thành cái dự án đầu tiên của Metro của thành phố Hồ Chí Minh. Toàn cảnh cái đường hầm. Cái này nó đang lắp thêm những cái ống dẫn khí, nó phải càng đi dài vào càng phải lắp thêm những cái ống.